Ai đi được cơ 3 điểm có 5 xị, đi cơ 5 điểm sẽ có 1 triệu, 7 điểm, 7 điểm là 2 triệu. Rồi, cứ thế nha. Rồi, bây giờ xin mời anh chơi đầu tiên không? Rồi, anh tên gì? Tên Phát. Rồi, bây giờ anh Phát sẽ là người chơi game show 4 bi đầu tiên. Rồi, 5 bi nha. Người chơi sẽ có 4 trái trên bàn các bạn. Và nhiệm vụ người chơi là quýnh 1 trái, trúng 3 trái. Rồi, và chúng ta sẽ cùng xem anh Phát, người chơi đầu tiên. Rất lâu rồi chúng ta mới thấy lại game show 4 bi nha anh em nha. Bốn bi mà bốn cái mà vô nhậu á là quýnh hoài luôn á. Không được rồi bác ơi. Rồi xin mời người chơi tiếp theo. Rồi xin mời anh áo. Anh tên gì? Anh tên gì? Khôi. Anh Khôi. Rồi anh Khôi cái bè. Người chơi thứ hai. Rồi Khôi quăng bi nha. Ok. Đừng có quăng vô dậu nha. Đừng có gom trong dậu nha. Rồi ok. Trời ơi ngon rồi. Ngon rồi Khôi ơi. Đúng rồi mình được xài 4 trái luôn. Quýnh được 3 điểm thưởng nóng 5 xị. Nhiều điểm nhất là lấy cây cơ. Có điểm không? Trời quá em tiếc. Vâng em mời anh tên gì? Lộc. Anh Lộc. Anh Lộc hay đeo túi nè đi quýnh bút bi đựng tiền đúng không? Đúng không? Ông đeo cái túi này ông đựng tiền đúng không? Rồi và sau đây là anh Lộc. Em quăng nha anh Lộc nha. Cái game show này em nhớ là ở Quảng Nam là cái bạn kia đi cơ 6 nhận thưởng nóng 2 triệu. Trời ơi quá ngon rồi anh Lộc ơi. Mình được xài tới 4 trái lần em trai. Mình được xài tới 4 trái lần. 4 bi mà em xài 4 trái là dễ lắm luôn. 4 bi em chỉ cần quýnh trái chúng 3 trái. Đó như bi này cũng là dễ, quan trọng anh đánh trúng hay không. Bông pha kéo của anh Lộc có em. Hay quá, vỗ tay cho anh Lộc. Đó các bạn thấy không? 4 bi á là nó phải có va chạm với mình 4 bi. Ai đi cơ nhiều điểm nhất sẽ được thưởng nóng một cây cơ đi ra quýnh thịnh kem. Người nào đi 3 điểm được thưởng nóng 5 xị. Anh Lộc đã đi được 1 điểm đầu tiên. 1 pha tắt máy dẫn bộ. Trời quả đáng tiếc, chúc mừng anh Lộc đã ghi được điểm. Rồi xin mời anh. Anh tên gì? Lộc. Lộc luôn. Lộc luôn hả? Rồi anh Lộc. Lại là anh Lộc. Quang My nha anh Lộc. Trời ơi quá ngon quá ngon quá ngon. Không sao. Game show càng khó thì phần thưởng nó mới hấp dẫn đúng không mấy bạn. Dễ quá nó đâu gọi là game show nữa đúng không. Game show độc lạ cái bè mà. Một pha thả nhẹ. Hay quá Lộc ơi. Ồn ghệ này chắc thợ rồi nè. Anh ghệ này anh thợ rồi nè. Anh thả chứ bị như đúng rồi vậy trời. Gì? Áp phê sao? Áp phê sao? Phê thận lụm tiền. Đá xuống lụm. Đá xuống lụm. Một pha đánh vô ga. Trời quá đáng tiếng Lộc ơi. Rồi xin mời em. Anh tên gì? Em tên Hữu. Hữu. Và sau đây là Hữu cái bè. Thì bây giờ em quýnh 4 trái mà anh thấy sao nó anh không biết ra sao nó xài tới 4 trái bì mà lo gì. Anh nói quýnh 4 bì mà ai chấp anh 4 trái là anh chơi liền á. Gọi là bán nhà không phải chơi chứ sao giờ. Khó quá là cho người khác quýnh đó. Trời ơi. Chết mẹ thằng bạn vậy. Cái thế này mà trong quýnh bài. Trong quýnh bài sạp sáng anh em nhớ cái thứ gì không? 4 con vịt. Cái thế này gọi là 4 con vịt. Bồi đồng già xì. Bình thường là mình quăng bi bằng tay phải, nay tay mình đào quăng tay trái gà bốn con vịt luôn. Tới 4 trái rồi mà, thoải mái đi em, thoải mái đi.
Đúng rồi, lọc kéo ngang dễ trúng hơn. Kéo kéo là trúng liền đúng không ạ? Một pha đánh hai băng. Một pha đánh hai băng. Có không? Hay quá, yes. Ghệ này trên chửi bi luôn không? Chửi luôn luôn. Ghệ này. Chút nữa lại. Chút nữa rồi, ghệ này. Có không? Em lấy 5 sĩ ra. Ok, em lấy 5 sĩ về đi nhậu ngon. Nay quyết định nghỉ không bán điện thoại luôn, qua lấy game show 5 sĩ. Có trời ơi. Cũng liếm cái là ngon rồi. Rồi, rồi xin mời anh. Dạ anh tên gì? Anh tên Linh. Linh, và sau đây là anh Linh. Ồ, cái bè nay vui nha chị Trang. Game show bố quy lại mất cười lắm. Rồi, tới lượt anh Linh. Hôm nay mình phải chơi, người ta nói độc lạ Bình Dương, hôm nay mình độc lạ Tiền Giang đi. Đã có 3 người đi được 1 điểm. Chúng ta sẽ cùng xem Linh sẽ ghi điểm Fabi này như thế nào. FV sao anh, FV sao? Một cú kéo không được rồi Linh ơi. Rồi cánh này có ai không? Cánh này có ai không? Có ai không? Có ai không? Có ai không? Rồi để cho anh của em đi. Đụng con em này giống ca sĩ á. Bước ra khán giả vỗ tay quá trời. Em tên gì em? Em là Vũ Ca Bơn. Vũ gì? Vũ Ca Bơn. Vũ Ca Bơn. Tên gì? Này chắc Việt Kiều quá. Rồi anh Quang nghe Vũ Ca Bơn. Trời ơi, gom rồi, gom rồi. Trời ơi, quá ngon luôn, Vũ Ca Bơ ơi. Ôi ơi, pizza quá ngon rồi em ơi. Pizza này em chỉ cần lấy một trái, quýnh trước ba trái là có điểm tiền rồi. Anh em chúng ta đang xem phần thi của em Vũ Ca Bơ. Một pha tán, đỏ gan, không được rồi. Rồi xin mời cánh bên đây. Rồi xin mời em. Anh tên gì? Nam. Nam, và sau đây là Nam. Nam đệ, người chơi thứ 9 rồi nha. Chúng ta sẽ có 15 người chơi. Anh Hùng trọng tài chơi gái luôn nha anh Hùng. Cái này người ta gọi là tình anh xa cách mà ba dách ba nơi, cái này bốn dách lực. Quýnh nhau đôi coi tôi nha. Hên xui, hên xui. Một pha kéo không được rồi anh trai ơi. Rồi xin mời anh Ấn Hậu. Anh tên gì? Em tên Hữu. Anh Hữu và sau đây là Hữu. Và sau đây là anh Hữu. Quang nha Hữu ơi. Anh Hữu có biệt danh, Hữu có biệt danh gì ra giang hồ không? Ví dụ như là hữu đệ, hữu cái là đệ. Rồi ok anh. Trời không được rồi. Rồi xin mời anh tên gì? Thái đen. Đù thái đen xịn à. Tu thái đen mà nó qua đây là tao có quăng cho nó 4 bi đâu, cho nó quýnh 1 bi 1 mà nó quýnh 4 bi là chung tiền cho nó mệt nghỉ luôn đó. Rồi quăng nha Thái nha. Và sau đây là em Thái Đen cái bè, người chơi thứ 11. Rồi bốn đời luôn. Anh Thái Đen. Rồi ok anh em, thử từ từ. Không anh, mình chơi là đúng kèo anh em mong muốn. Bồng pha kéo của Thái Đen. Có không? Đỏ rồi. Rồi xin mời cánh bên kia, xin mời anh đợi nó. Anh tên gì? Khuyên anh. Khuyên. Ok anh Khuyên. Rồi anh Khuyên, người chơi thứ 12. Vô nha anh Khuyên. Cố lên, cố lên. Bây giờ mà ai đi cơ hai hiểu còn đứng ngoài trù là không chừng lấy cây cơ thiệt luôn á. Mình có 3 người 1 điểm rồi đúng không? Đó, có 3 người 1 điểm rồi.
một pha tán vô ra không được rồi. Rồi tiếp tục rồi, xin mời bạn người chơi thứ 13. Chiến quyết chiến hả? Rồi rồi, và sau đây là quyết chiến cái bè, nghe tên là anh dừng rồi đó. Ê, rồi vô chiến ơi. Rồi đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Hả? Trời ơi, em quăng trái mi em không biết nó chạy sao luôn anh. Em biết nó chạy sao nó chi vậy? Người chơi thứ 13 chiến cái bè. Rồi xong tới anh ha. Các bạn chúng ta đang xem game show 4B tại công hộ gia Thịnh Phát, xã An Thái Đông, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Chút nữa chúng ta lại có hẹn tại Gò Công nha anh em nha. Tối nay Gò Công nha. Một pha bóng ba, trời ơi hay quá. Dứt điểm, dứt điểm đánh gông y như anh Quyết Chiến. Quyết Chiến là idol của anh luôn đó nha. Trời ơi, vô gã, vô gã. Đù đù đù, hai điểm. Cái thế này mà trong 4B là dân 4B nhìn vô là chảy nước miếng. Bồng qua vô ra có trời ơi. Câu này nó chơi tiền. Rồi xin mời anh. Anh tên gì? Anh Tấn. Tấn. Và sau đây là anh Tấn. Rồi quăng nha anh Tấn nha. Ok. Và sau đây là anh Tuấn hay nói. Bi này ngon rồi. Bi này lấy cạm kéo bông về đây chúng. Lý thuyết là vậy đó. Rồi anh xem lấy coi luôn chuẩn bị xem. Rồi anh đánh chưa? Rồi ok xong cho anh đánh cái ha. Một cú đánh kéo tán bị dày quá rồi. Rồi và bây giờ người chơi mình chốt tối đa 20 nha, 16. Rồi xin mời anh tên gì? Anh Tiến. Anh Tiến. Rồi và sau đây là anh Tiến. Vô luôn Tiến ơi. Anh đen anh Sen là đánh cuối cùng. Anh Sen với anh Hùng trọng tài đánh cuối cùng. Nên chúng ta đến với người chơi 16 rồi. Trời ơi quá ngon luôn các bạn ơi. Bi này anh chỉ cần tắt máy dẫn bộ. Một pha đánh cúp băng sao không lấy cái kia cúp trắng cho nó dễ anh. Trời ơi. Rồi xin mời em trai, em tên gì? Bình. Và sau đây là em Bình. Bình. Anh cho em tự quăng bi luôn á. Gán kiếm lên coi ai đi. Anh quăng nha. Dạ dạ dạ. Ok em. Chúng ta đến với người chơi 17. Em trai cho anh cái camera, cái em trai đứng qua đây nè, đứng qua đây nè. Đứng qua đây nè, đứng qua đây nè. Đứng qua đây nè em trai. Người chơi thứ 17, em Bình. Bị này ngon lắm em nha. Đủ chơi quỳ chợ giúp đó mày. Chung đây 5 sĩ có chia 2 sĩ rưỡi dẫu không? Rồi, thằng em quyết định chơi cú nổ tung của Long Tứ. Có em! Không có, ơi, 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 từ từ, từ từ. Ui, 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 trời ơi. Cái đó chạy về có luôn á. Rồi, em tên gì? Em tên Thành. Thành và sau đây là Thành. Người chơi thứ 18. Rồi thằng đàn cao nằm nguyên luôn. Ok quá ngon. Trời ơi quá ngon, quá ngon Thành ơi. Ủa sao cái này trúng cái này trúng cái này trúng cái này hả? FP sao? Một cái đánh thân có không có rồi. Và sau đây người chơi thứ 19, xin mời anh Sen. Anh Sen 20. Thôi cho anh Sen chơi 19 đi. Rồi cho anh đánh trước. Ok anh. Vô anh. Rồi ok anh tên gì? Anh Út. Rồi anh Út người chơi thứ 19. Và anh Sen với anh Hùng sẽ là hai người chơi cuối cùng trong game show. Chúng ta sẽ cùng xem có ai vượt qua được một điểm hay không. Có Út ơi, có Út ơi. Anh Sen, cho em xin camera, cảm ơn. Quý vị và các bạn đang xem trực tiếp game show tại một gia Thịnh Phát, xã An Thái Đông, Cái Bè,
Tiền Giang dưới chân cầu Rạch Miễu nha anh em nha. Một pha một băng của anh út, trời ơi. Rồi mà sau đây xin mời anh Hùng trọng tài. Đó, anh Hùng trọng tài nè. Anh Hùng là bây giờ là trước sau là có ba xị rồi. Bây giờ là kiếm thêm. Cố gắng nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho anh Hùng. Anh Hùng đếm 400 điểm của Thịnh Kê anh đánh. Rồi em mời mấy người nãy quýnh 1 điểm nha. Mình sẽ chơi cái trò chơi để mà phân định thắng thua luôn. Không em, là mình đủ người. Rồi, không được rồi. Rồi và bây giờ là anh Sen, người chơi cuối cùng. Anh em chúng ta vỗ tay cho Sen cái ơi. Rất lâu mới gặp lại anh Sen, chắc cũng phải 1 năm rồi ha. Rồi bây giờ em quăng cho anh Sen quýnh 4 bi nha. Chúc anh may mắn. Trời ơi em quăng em đâu có công chuyện đâu anh lo. Thấy chưa, thế nào cũng có cái mắt kiến cho anh nè. Trời ơi quá im luôn. Em ơi mấy anh em nào mình đánh được 1 điểm mình bước ra nha. Mình sẽ có một cái phần thi để mình xác định người nào là lấy cây cơ bây giờ. Chúng ta sẽ cùng xem pha đánh của anh Sen. Các anh mấy anh cho em xin cái góc quay bên Facebook, cảm ơn. Một pha kéo của anh Sen, trời ơi mấy anh cho em xin cái camera, từ hùng ăn hết luôn đi anh Sen ơi, quýnh cho bi ghê thiệt. Tàu quá kéo. Một pha đánh của anh. Và bây giờ anh Sen đã có 2 điểm dương lên dẫn đầu. Lấy cái cơ rồi đó. Và bây giờ là kiếm 5 xị nè. Long con ơi, triển khai tiền bạc em. Nếu như anh Sen đánh xuống cái này vừa trúng mà vừa có 3 điểm là có luôn 5 xị, có cây cơ và có cơ hội đánh được 5 điểm nữa. Ok em biết mà. Chơi là phải dừng nó mới vui. Một pha đánh cướp 3 bằng dư quả rồi. Quả dư rồi anh Sen. Vâng xin chúc mừng anh Sen đã là người giành chiến thắng trong game show 4 bi tại cái bàn hôm nay. Em vỗ tay cho anh Sen nha. Phần thưởng cho anh Sen một cái cơ. Từ từ. Alo. Trời ơi chơi anh Sen quýnh cái hết pin luôn. Rồi anh em vỗ tay cho anh Sen nha. Phần thưởng cho anh Sen cái cơ bây giờ. Rồi xin chúc mừng anh Sen. Thôi kệ, mình có phần thưởng là vui rồi anh ha. Rồi em cũng xin Alo. À dạ dạ. Anh đổi giùm em. Đổi giùm em, cảm ơn anh. Chơi luôn. Để là ai chơi chơi. Gửi của anh nè, của anh gửi bảo đi. Có bạn rồi, đẹp không để coi cho. Alo. Chưa có bên, chưa có bên. Ok anh. Thiếp Adam đầu xịn đàng hoàng. Quýnh 3 băng ngộ 4 bi là fan tốt luôn. Đúng rồi. Thì tại mấy anh em yêu cầu cái gì là em chơi món đó mà chơi yêu cầu anh em mà. Ok. Hai một lần nữa em xin cảm ơn mấy anh em ngày hôm nay đã ghé qua giao lưu cùng em nha. Em chúc anh mấy anh em sức khỏe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều.